Hello các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài cây. Cái tên nó rất là uy nga luôn, rất là kiểu nó rất là mình nghe thấy là thấy nó ở tầm cao mới luôn rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về loài cây đại đế đỏ nhá. Cây đại đế đỏ này thì đây, bạn có thể xem kỹ. Mình sẽ quay sơ qua cho các bạn và mình sẽ tìm hiểu cái thông tin này tìm hiểu về loài cây này như thế nào nhé. Đấy. Đấy, như thế này thì cây đại đế đỏ này ấy. Cây đại đế đỏ này là loài cây mà thuộc họ trầu bà, loài cây mà thuộc họ trầu bà và thích hợp với môi trường thiếu nắng. Cây thể hiện tinh thần đế vương ấy, đế vương. Mình thấy vừa nãy mình bảo là chỉ cần nghe cái tên là thấy nó ở tầm cao mới, đó chính là đế vương nha mọi người. Mọi người có thấy cái tên đế vương này quen thuộc không? Quyền uy đó. Thì cái đế vương đỏ này á, thì có nguồn gốc từ châu Mỹ và thuộc họ trầu bà, ưa bóng và ưa ẩm nhá. Và là loài cây thuộc nhóm đại đế vương thì cây đại đế đỏ này thì gọi là cây đại đế vương đỏ. Đấy, còn có mấy cái tên gọi khác đó là trầu bà đế vương đỏ đấy mọi người. Thì cái cây này thuộc họ rẫy và nguồn gốc xuất xứ là từ các nước châu Á nhiệt đới nhá. Đấy. Người có thể nhìn kỹ đó, rất là xinh. Thấy không, mình thấy nó rất thấp quá, không nhìn thấy mặt của mình. Mình có thể để cao lên một chút như thế nào, để cao lên một chút như thế nào. Mình giới thiệu cho các bạn mình không lấy đó. Về ý nghĩa phong thủy của cây ấy, thì ý nghĩa phong thủy của cây thì cây đại đế vương đỏ này thì giúp cho ta xua đuổi đi cái tà ma này, chướng khí này và góp phần mang lại sức khỏe này, tinh thần thanh bình trong tâm hồn, mang lại cảm giác thư thái trong con người sau khi giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Còn công dụng của cây này thì giúp cho mình có thể thanh lọc được không khí trong nhà này, trang trí nội thất này và có thể để ở văn phòng, để ở sảnh, để nhà hàng và khách sạn, quán cà phê các thứ nha mọi người. Đó. Và chiều cao của cây này thì khoảng 35 đến 40 cm và giá khoảng đến đó. Giá trên thị trường thì nó có nhiều giá khác nhau và tùy vào kích thước ấy. Còn bây giờ ở showroom 39 cây đời thì giá bán khoảng 150.000 một cây này thôi, giá hợp lý, giá rẻ sinh viên cho tất cả mọi người luôn đó. Về tán lá này, về thân lá và lá của nó thì cây bụi nhỏ leo bám và các thân cây gỗ có giá đỡ này, thân thảo có nhiều khí dễ lấy khí sinh này, lá lớn thuôn nhọn đầu này, tim sâu ở gốc này đó, lá non màu đỏ tía và lá màu lục địa cứng lá đó. Về tốc độ sinh trưởng thì cái cây này tốc độ sinh trưởng của nó rất là nhanh, phù hợp với khí hậu nóng ẩm này, kỵ ánh nắng và thông khô hạn nhé. Đấy, đây lo cho các bạn coi. Về cách chăm sóc, về chế độ nước thì vào mùa hè thì chỉ cần tưới một lần một ngày thôi, còn vào những mùa thời tiết mát mẻ thì có thể tưới 3 ngày một lần. Đất trồng thì phải giữ cho đất đó ẩm và tơi xốp, tươi xốp ấy, không thể không không để cho cái đất nó bị khô nhá. Và hoa
hoặc là bị úng sẽ ảnh hưởng, hoặc là mình tưới nhiều quá thì cây nó sẽ bị úng, thì mình hạn chế mình tưới vừa để cho đất nó ẩm thôi thì sẽ không ảnh hưởng gì đến cái sự tươi xanh và sự phát triển của cây. Về ánh sáng thì cây thuộc dạng không chịu ánh sáng mạnh nên là trồng cây này ở những nơi mà ánh sáng trung bình nhưng không gian nội thất văn phòng để trong nhà đó. Đấy là một số thông tin đấy. Về cách lưu ý chăm sóc cây ấy, thì nếu bạn thuê cây định đế này hãy để cho các kỹ thuật viên đơn vị đó. Cây đại đế này là cây mà có loài cây thuộc họ trầu bà và rất là thích hợp để môi trường thiếu nắng. Và loài cây này thì có nguồn gốc từ châu Mỹ nha các bạn ơi. Ưa bóng và ưa ẩm, thích hợp với môi trường mà thiếu nắng trong nhà, nơi mát mẻ không chịu được bóng đó. Và thích hợp làm trang trí nội thất, cây văn phòng, sinh sản trong sảnh nhà khách sạn hay nhà hàng đó, quán cà phê. Và đó là một số cái thông tin mà mình cung cấp cho các bạn, mình chia sẻ với mọi người đó. Và các bạn có nhu cầu mua cây hoặc là các bạn muốn xây công trình hay là muốn cung cấp cây cảnh ấy, thì có thể liên hệ tới shop cây đời. Và địa chỉ mình sẽ ghi ở dưới này, cho các bạn, và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình, nhanh gọi điện nhanh chóng để chúng ta gì nhỉ, không trì hoãn, và chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và cách thức đặt mua hay là giao hàng như thế nào cho bạn nhé. Đó, các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ với mình. Bye bye.